Apple Event 2020 Qua iPhone Hết à? Thế là hết à? Chưa 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 Mình tính nào, mình tính nào, mình tính nào Đây này, đây này 1, 2, 3 À từ 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 One more thing Có one more thing Anh em ơi xin chào các anh em chào mừng anh em đã quay trở lại với anh em tv thực ra là mình cũng chỉ đùa một tí thôi thì trong cái sự kiện apple event năm nay thì chúng ta đã có được rất nhiều những cái thiết bị rất nhiều những cái sản phẩm được ra mắt ra tuy không có iphone tuy không có one more thing nhưng mà vẫn có rất nhiều thiết bị hay đúng không và mình vẫn sẽ tổng hợp để chia sẻ cho anh em và trước khi bắt đầu video thì mình muốn chia sẻ với anh em một chút đó chính là đối với anh em nào đang quan tâm tới những cái sản phẩm mà Apple họ đã cho ra mắt trong cái sự kiện năm nay thì tất cả những sản phẩm đấy sẽ được có ở trong cái đường link ở phía bên dưới thế nên là anh em hãy click vào đường link ở phía bên dưới dẫn thẳng đến hệ thống cửa hàng của Cellphone để anh em biết thêm thông tin chi tiết nhé thì cái sản phẩm đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với anh em trong cái sự kiện Apple năm nay đó chính là chiếc iPad Air 4 thì đây là cái sản phẩm mà mình nghĩ rằng là nó thú vị nhất, nó hay ho nhất trong cái sự kiện này và để nói về cái sản phẩm này thì đối với cả iPad Air năm nay nó đã có nhiều những cái thay đổi, nhiều những cái sự nâng cấp khi mà so sánh với cả iPad Air phiên bản trước đó. Điển hình như là thiết kế chẳng hạn thì đối với cả iPad Air 4 năm nay Cái thiết kế của nó đã được lược bỏ đi phím Home Mà Và thay vào đó chúng ta sẽ có một cái màn hình, một cái viền Nó khá là giống với cả chiếc iPad Pro Và ngoài ra thì đối với cả iPad Air 4 Thì nó sẽ có được rất nhiều những cái màu sắc khác nhau Và mình thấy rằng là rất nhiều anh em Kể cả đồng nghiệp của mình cũng rất là thích những cái màu sắc đấy Ví dụ như là chúng ta sẽ có màu xanh lá cây này Màu xanh nước biển này hay thậm chí là có cả màu hồng nữa và cuối cùng với cái chiếc iPad này thì cái kích cỡ của nó đó chính là khoảng là 10,9 inch Có nghĩa là khoảng 11 inch rồi, nghĩa là gần bằng iPad Pro rồi Điều tiếp theo mà mình muốn nói về cái chiếc iPad Air thế hệ thứ tư này Đó chính là điểm nhấn của cả cái sự kiện này luôn Chiếc iPad Air phiên bản thứ tư nó sẽ được sử dụng một con chip mới nhất của Apple Con chip A14 Bionic được sản xuất trên tính trình 5 nanomet Kể cả qua con bây giờ đi Snapdragon 865 Plus cũng chỉ là 7 nanomet Plus mà thôi Còn à, A14 đã có 5 năm non phép rồi đấy Và để mà nói về cái con chip A14 này Thì mình thấy rằng là qua nhiều những cái thông tin dò dỉ mà mình tìm hiểu được Họ đã nói rằng là với con chip này Cái xung nhịp của nó có thể lên tới là 3.1GHz Có nghĩa là mạnh ngang ngửa với cả những cái con chip máy tính laptop trong cái thời điểm hiện tại rồi Và không những thế Apple cũng đã nói rằng là với con chip A14 của họ Thì nó sẽ mang lại một cái hiệu năng cực kỳ là tốt Chúng ta có thể chơi game độ cao này, chơi game nặng này Ngoài ra chúng ta có thể làm việc như là edit video, cũng như là edit ảnh thì uh, mình nghĩ rằng con chip A14 là một thứ rất đáng để mong chờ Và mình sẽ trên tay cũng như là đánh giá chi tiết cái hiệu năng của A14 Khi mà mình có trên tay những cái sản phẩm của Apple Khi mà mình đang nhắc tới những cái khả năng làm việc Thì uh, trên chiếc iPad Air 4 này cũng có một cái sự nâng cấp Mà khiến cho cái khả năng làm việc của chúng ta trở nên tốt hơn Đó chính là nó sẽ sử dụng cho mình Đó chính là cổng USB Type-C thay vì cổng Lightning Mà anh em biết rồi Với cái cổng USB Type-C thì chúng ta có cái khả năng truyền tải dữ liệu Cũng như là thông tin nhanh hơn là cổng Lightning Và mình thấy rằng đây là một cái điểm nâng cấp khá là đáng tiền. Mà nói thật với anh em, nói thật với các anh, anh Apple đó chính là các anh bỏ luôn dây Lightning đi, dây Lightning cùi lắm rồi, sử dụng hết USB Type C thì đã làm sao? Ngoài ra thì đối với cả cái chiếc iPad Air 4 này thì nó cũng có cái khả năng kết nối với cả những cái phụ kiện khác của Apple, ví dụ như là Magic Keyboard này hay là Apple Pencil. Thì với những cái nâng cấp như thế này, với những cái khả năng kết nối phụ kiện như này thì mình thấy rằng là iPad Air 4 nó đã gần hơn so với cả iPad Pro rồi. Tuy nhiên đây vẫn chỉ là một chiếc iPad Air Thế nên là nó vẫn sẽ bị cắt giảm đi một số những cái tính năng trên chiếc iPad Pro Ví dụ nha nó sẽ không có màn hình 120Hz này Hay là nó sẽ không có Face ID Mà thay vào đó chúng ta sẽ có một cái Touch ID Được tích hợp trên cái nút nguồn Và cuối cùng với chiếc iPad này nó sẽ có mức giá là bao nhiêu tiền Thì mình thấy rằng là Apple họ đã cho một cái mức giá về chiếc iPad này là 599 đô Khi mà tính xương xương khi mà về Việt Nam Nó sẽ khoảng là 15 triệu đồng Thì với cái mức giá này thì đây là một cái sản phẩm mà mình thấy rằng là rất nhiều anh em quan tâm đấy và ngoài cái chiếc iPad 4 năm nay ra thì Apple trong cái sự kiện này cũng đã tung ra một cái sản phẩm iPad khác đó chính là iPad Gen 8 thì với iPad Gen 8 này thì đây là một cái chiếc iPad có một cái mức giá gọi là mềm hơn so với cả những cái sản phẩm iPad khác và đối với cả chiếc iPad Gen 8 này thì chúng ta sẽ có những cái sự nâng cấp ví dụ như là chúng ta sẽ được nâng cấp từ con chip A10 trên i Gen 7 lên A12 trên Gen 8 rồi thì mình thấy rằng là với cái sự nâng cấp này con chip A12 nó vẫn sẽ mang lại cho chúng ta một cái hiệu năng và khá là tốt và ngoài ra thì với cả chiếc iPad Gen 8 này chúng ta cũng có khả năng gọi là sử dụng chiếc bút Apple Pencil nữa rồi Thế nên là bây giờ đối với những anh em nào mà không có quá nhiều tiền thì chúng ta cũng có thể mua cho mình những chiếc bút Apple Pencil để có thể sử dụng một cách rất là bình thường Và tất cả những cái sự nâng cấp đấy thì chúng ta sẽ có một cái mức giá là gì với cả chiếc iPad Gen 8 này Thì mức giá nó sẽ dao động vào khoảng là 329 đô Tính xương xương khi về Việt Nam sẽ là khoảng là 8 triệu đồng khá là rẻ, khá là hợp lý đúng không? Và ngoài hai cái thiết bị iPad ra thì trong cái sự kiện Apple năm nay thì họ đã tung ra cho mình đó chính là hai cái thiết bị Apple Watch. Đầu tiên phải kể đến đó chính là Apple Watch Series 6. Thì với cả Apple Watch Series 6 này thì chúng ta sẽ có được sự nâng cấp về cái cảm biến đo Và chúng ta sẽ có thêm cho mình đó chính là cái khả năng đo nồng độ oxy ở trong máu Thì mình thấy rằng là đây là một cái sự nâng cấp khá là cần thiết đối với cả những cái thiết bị có thể theo dõi được sức khỏe như là Apple Watch như thế này Tại vì là trong cái thời điểm hiện tại là trong cái thời điểm mà dịch bệnh nó đang rất là khó khăn, dịch bệnh rất là khó kiểm soát Và với cái khả năng mà đo nồng độ oxy ở trong máu ấy thì cũng phần nào giúp chúng ta có thể phát hiện được rằng là chúng ta có bị Covid hay không Thế nên là đây là một cái nâng cấp khá là ok. Và ngoài ra thì với cả chiếc Apple Watch Series 6 chúng ta cũng sẽ được sử dụng một con chip mới đó chính là con chip Apple S6. Thì với con chip này thì cũng có thể phần nào sẽ giúp cho chiếc Apple Watch chúng ta có thể mượt mà hơn cũng như là sẽ giúp cho cái khả năng theo dõi sức khỏe chúng ta tốt hơn. Còn về cái thiết kế của chiếc Apple Watch Series 6 thì mình nói thật với anh em là nó cũng không khác gì so với cả những cái thiết kế của những cái chiếc Apple Watch thế hệ trước đó. À, tuy nhiên, với cả chiếc Apple Watch Series 6 này thì chúng ta sẽ có thêm hai màu mới, đó chính là màu đỏ và màu xanh. Thế là đối với anh em nào mà cần một cái thiết bị Apple Watch nó nhìn trẻ trung hơn, nó nhìn năng động hơn thì với hai màu sắc này thì đây sẽ là lựa chọn để cho anh em có thể gọi là thể hiện được cá tính ra ấy mà. Và đang nói đến cái việc là thể hiện cá tính thì đối với cả Apple Watch năm nay thì nó sẽ có được những cái thay đổi Ví dụ như là chúng ta sẽ có khả năng gọi là tùy biến cái mặt đồng hồ chúng ta nhiều cách khác nhau Như là chúng ta thậm chí có thể để cả Memoji chúng ta lên cái mặt đồng hồ được này Hay là chúng ta có thể tùy biến cái mặt đồng hồ sao cho nó phù hợp với cả công việc của mình nhất Ví dụ như là chúng ta làm bác sĩ chẳng hạn, đấy và ngoài ra thì Apple cũng đã tung ra một loạt những cái loại dây cho Apple Watch mới, điển hình như là cái dây da nhá. Với cả cái chiếc Apple Watch này với cái dây da đấy thì mình thấy rằng là cái Apple Watch nó có thể gần giống hơn với cả những cái chiếc đồng hồ mà gọi là đồng hồ thời trang đó. Và cái thiết bị cuối cùng mà Apple họ đã cho ra mắt cái trong năm nay đó chính là chiếc Apple Watch SE. Thì đây là chiếc Apple Watch phiên bản giá rẻ của Apple. À từ từ, Apple không bán đồ giá rẻ. Nhầm. Uh, Apple Watch giá thơm hơn một tí của Apple. Thì với cả Apple Watch SE thì đây là một cái phiên bản Apple Watch được rút gọn so với cả Apple Watch Series 6 Thì nó sẽ được sử dụng cho mình con chip gọi là S5 này Ngoài ra thì nó sẽ không có cái tính năng giống như là Apple Watch Series 6 là đo nồng độ oxy trong máu Nhưng chúng ta vẫn sẽ có những cái khả năng đo ví dụ là đo nhịp tim này hay là đến bước chạy này vân 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 Toàn gọn lại thì với cả Apple Watch SE thì đây là một cái thiết bị Apple Watch Có thể giúp cho chúng ta có thể xem giờ cũng như là theo dõi sức khỏe Cũng như là có thể giúp cho chúng ta có thể tập thể dục thể thao các thứ này với một cái mức giá thơm hơn. Và cái mức giá thơm hơn đấy là như thế nào thì với cái chiếc phiên bản Apple Watch giá nó mềm hơn một chút, nó sẽ có mức giá là 279 đô. Với cái sự ra mắt của hai cái sản phẩm Apple Watch, hai cái thiết bị đeo tay thông minh có thể theo dõi sức khỏe này thì Apple cũng đang hướng tới một cái dịch vụ mới của họ đó chính là dịch vụ tập thể dục thể thao. Thì với dịch vụ tập thể dục thể thao này chúng ta có thể tập thể dục thể thao ở mọi lúc mọi nơi với những cái thiết bị của Apple như là Apple Watch hay là iPhone hay là thậm chí là TV của chúng ta. Và mình thấy rằng là với cái sự xuất hiện của cái dịch vụ fitness này thì apple họ đang mở rộng ra những cái mảng dịch vụ của họ và họ không chỉ dừng lại ở việc ra mắt cái dịch vụ fitness này đâu Mà họ còn ra mắt một cái gói dịch vụ mới gọi là Apple One Thì Apple One là gì thì để mình sẽ giải thích cho anh em Với Apple One thì Apple họ sẽ bán những cái gói dịch vụ của họ Ví dụ như là chúng ta có thể mua 4 dịch vụ cùng một lúc Với một cái mức giá mình nhớ được rằng là khoảng là 14 đô cho 4 dịch vụ Thì mình thấy rằng là với cái gói Apple One này Thì chúng ta sẽ có một cái mức giá hời hơn rất là nhiều Tại vì là mình tính xương xương nhá một cái dịch vụ của Apple sẽ trung bình là khoảng là 9 đô, 10 đô. Ví dụ như là Apple Finish là 9,99 đô chẳng hạn. Nhưng mà với bốn gói dịch vụ một lúc mà nó chỉ khoảng là 15 đô, 14 đô như thế thôi. Thì đây là một cái mức giá rõ ràng là thơm hơn đối với những anh em nào mà hay sử dụng những cái dịch vụ của Apple như là Apple Music này, Apple Arcade này hay là Apple TV. Và đó là tất cả những cái tổng hợp thông tin của mình về cái Apple Event năm nay thì không biết anh em nghĩ sao về Apple Event. Mình biết là anh em rất là buồn tại vì là chúng ta không có iPhone. Tuy nhiên thì uh, không sao. A14 cũng là quá đủ với mình trong ngày hôm nay rồi à, Còn anh em thì sao? Anh em hãy để bình luận ở dưới phần comment nhé Nhớ like, share video và đừng quên subscribe cho anh em TV Mình là Dũng LV và mình sẽ gặp anh em ở những video sau Tạm biệt anh em, chúc anh em một ngày mới tốt lành nha